Peter Nawaz sang Việt Nam đòi thiên ân đích thân tiếp đón. Miss Grand Việt Nam gặp sóng gió vì thả thính Kiều Loan làm giám khảo. Ban tổ chức Miss Grand International 2023 xác nhận trong 3 ngày từ 23 tháng 3 2023 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023, đoàn sẽ đến khảo sát cũng như làm việc tại Việt Nam cho cuộc thi diễn ra sắp tới. Đoàn tham dự gồm ông Nawaz Isara Greensill, chủ tịch Miss Grand, cùng các thí sinh của Miss Grand Thái Lan. Trong ngày 21 tháng 3, các người đẹp cũng xác nhận thông tin này trên trang cá nhân. Các cô gái tỏ rõ sự hào hứng khi chia sẻ hình ảnh mặc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Trong số những cái tên sắp sửa đặt chân đến Việt Nam cũng có Kamon Warai, Prajak Ratanakul, người đẹp Lai, Thái, Việt, Trung đăng quang tại Miss Grand Nakhon Phanom 2023. Cùng lúc đó, ông Nawaz cũng đã chính thức thông báo về điều này, cũng như bày tỏ sự hào hứng về chuyến đi. So much happy we will see you on Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ông quay trở lại sau vài tháng đến Việt Nam tham dự chung kết Miss Grand Việt Nam 2022. Mặt khác, trên các diễn đàn sắc đẹp hiện nay, đông đảo người hâm mộ cũng bàn tán không ít về thông tin ông Nawaz sang Việt Nam. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn chủ tịch Miss Grand International đòi được thiên ân ra đón tại sân bay. Nghiễm nhiên với vai trò đương kim hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022, người đẹp Long An sẽ xuất hiện để tiếp đón đoàn Miss Grand International, nhưng việc yêu cầu đòi hỏi của ông bị fan sắc đẹp mỉa mai là lố lăng. Thông tin này ngay lập tức khiến fan Việt dần dần vì hậu Miss Grand International 2022 không biết ông Nawaz còn tình thương mến thương với mọi người nữa hay không. Fan Việt cũng từng có chút buồn khi ông từng chê body thiên ân chưa nuột nà, cũng như việc cô có mặt top 20 đã là một sự công bằng. Không biết sau chuyến thăm Việt Nam lần này, lượt follow của trang chủ Miss Grand International có tăng thêm vài triệu hay không. Chắc chắn những xích mích trong thời gian qua sẽ sớm được hàn gắn để chào đón một mùa giải Miss Grand International 2023 thành công tốt đẹp. Miss Grand International được thành lập từ năm 2013 với thông điệp Stop the War and Violence, chấm dứt chiến tranh và bạo lực, và sau nhiều năm tổ chức đã trở thành một trong 6 cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh. Đấu trường sắc đẹp này cũng từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017, đặc biệt sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thủy Tiên vào năm 2021, cuộc thi càng nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế nói chung. Trong họp báo gần nhất, Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Miss Grand International 2021 cũng đã công bố lịch trình dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay với nhiều hoạt động hấp dẫn. Hiện tại, Miss Grand International vẫn đang là cuộc thi sắc đẹp nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ Việt. Trong khi đó, Miss Grand Việt Nam cũng đang bắt đầu nóng dần lên khi thông báo khởi động mùa giải mới. Gần đây, cuộc thi liên tiếp công bố các vị trí quan trọng như giám khảo và dàn huấn luyện viên. Tuy nhiên, thay vì hào hứng, fan sắc đẹp Việt tỏ ra bức xúc khi ekip phạm lỗi ngớ ngẩn khi edit hình ảnh. Chưa dừng lại, việc ban tổ chức thả thính Lona Kiều Loan tiếp tục đồng hành với vị trí giám khảo khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao, bởi trước đó nàng Á hậu từng bị chỉ trích vì câu nói ứng xử với Mai Ngô. Cụ thể, trong phần thi ứng xử của top 5 tại chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Á hậu Kiều Loan là giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai. Câu hỏi có nội dung, hiện nay có nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào? Gần như ngay lập tức, câu hỏi này trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Kiều Loan đặt câu hỏi đánh đố cho Mai Ngô và không phù hợp với một cuộc thi nhan sắc, đặc biệt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Việc Mai Ngô gặp câu hỏi khó, trả lời lòng vòng không rõ trọng tâm được cho là nguyên nhân khiến cô chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 4. Không hài lòng với kết quả của Mai Ngô, cư dân mạng tấn công Kiều Loan. Sau một đêm, cô trở thành nạn nhân của cyberbully, bắt nạt trên mạng. Hàng loạt ảnh chế video clip cho rằng Mai Ngô là nạn nhân của Kiều Loan, rất nhiều bình luận chế giễu, châm chọc cũng như xúc phạm Kiều Loan xuất hiện trên các diễn đàn và trang cá nhân của Á hậu. Thi hoa hậu mà cứ ngỡ tuyển nhân sự, câu hỏi đó phù hợp trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời hơn. Kiều Loan nợ Mai Ngô một lời xin lỗi. Chia sẻ với Tiền Phong, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam khẳng định các câu hỏi trong phần thi ứng xử không phải là do thành viên, ban giám khảo nghĩ ra, mọi câu hỏi đều được ban tổ chức và ban cố vấn trao đổi, thông qua trước khi gửi tới ban giám khảo trong đêm chung kết. Vì chỉ có 5 câu hỏi và Kiều Loan là giám khảo cuối cùng được bốc thăm nên cô ấy không có sự lựa chọn nào khác, bà Phạm Kim Dung nói.